Sáng nay, Nhà văn hóa lao động tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định thành lập câu lạc bộ tư pháp Nhà văn hóa lao động tỉnh An Giang. Ban chủ nhiệm lâm thời câu lạc bộ tư pháp Nhà văn hóa lao động An Giang gồm 7 thành viên, do nghệ nhân tư pháp Hồng Phú làm chủ nhiệm. Câu lạc bộ ra đời nhằm đa dạng hóa loại hình sinh hoạt và giữ gìn nghệ thuật thư pháp chữ Việt của dân tộc. Hiện câu lạc bộ có 14 thành viên. Những ai yêu thích nghệ thuật thư pháp có thể đến sinh hoạt và đăng ký tham gia câu lạc bộ. Mục tiêu phấn đấu của câu lạc bộ tư pháp Nhà văn hóa lao động An Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028 là kết nạp thêm 100-200 hội viên, tổ chức 10-20 lớp tập huấn về tư pháp. Hàng năm, câu lạc bộ sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức các chương trình hội qua xuân, trưng bày, triển lãm tư pháp, phục vụ thị hiếu của người dân. Đồng thời, câu lạc bộ sẽ thường xuyên tổ chức những buổi sinh hoạt rèn luyện tư pháp, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, diễn đàn về tư pháp. Sau buổi lễ ra mắt, câu lạc bộ còn tổ chức buổi giao lưu với chủ đề Hội ngộ ông đồ, chủ đề gợi lên hình ảnh về một nét đẹp cổ truyền với không gian ký ức của một thời trong dòng chảy lung linh và đầy bản sắc của văn hóa dân tộc.